Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Em vẽ ước mơ của em lần thứ 7 vừa được diễn ra tại trường tiểu học Lê Văn Tám với sự tham gia của hơn 170 em thiếu nhi đến từ các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua cuộc thi, các em nhỏ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo trên trang giấy, vẽ nên những ước mơ rất đẹp và tươi sáng như trở thành nhà du hành vũ trụ, nghệ sĩ múa ba lê, bác sĩ, họa sĩ, bộ đội hải quân. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi năm nay lên tới 165 triệu đồng, bao gồm 108 giải cá nhân và 17 giải tập thể.